thành phố như là Huế hay Hồ Chí Minh thì hiện tại thì họ vẫn chỉ giữ ở cái mức hơn 100 bạn thôi. Do vậy là nó cạnh tranh hơn. Vậy là nếu như mà các em cảm thấy mà có khó khăn khi mà thi ở trong đấy thì các em hoàn toàn có thể ra thi nhé. Rồi với khóa học này thì đầu tiên anh muốn nói là anh không phải là một nhà sinh lý mà anh thực hành về lâm sàng, nên chính vì vậy bài giảng của anh sẽ cố gắng kết nối các kiến thức sinh lý với lâm sàng cho các em để các em sẽ cảm thấy là cái bộ môn này nó thú vị hơn. Ok. Và hôm nay thì chúng ta sẽ học về sinh lý thận tiết niệu nhá. Các em biết là sinh lý thận những cái chương quan trọng nhất của sinh lý. Nói chung thì các em phải nhớ là trong sinh lý thì chúng ta sẽ nhấn mạnh vào một số chương. Thứ nhất là thận này, thứ hai là hô hấp, thứ ba là tim mạch, thứ tư là nội tiết, sau đó đến chương máu và cơ, và cuối cùng là thần kinh. Đấy. Thì riêng về chương thần kinh thì do cái kiến thức của nó hơi khó nên là có lẽ là anh sẽ phải cân nhắc xem là có giảng cái phần đó không, còn không thì có thể anh sẽ để cho các em tự học nhé. Còn hôm nay thì chúng ta sẽ đi vào phần sinh lý thận. Đối với sinh lý thận thì anh sẽ chia ra bài này sẽ gồm 3 phần, gồm 3 bài, chính xác là gồm 3 bài. Bài thứ nhất là anh sẽ trình bày cho em các kiến thức chủ yếu về lọc của cầu thận. Bài thứ hai sẽ là các kiến thức xoay quanh về tái hấp thu bài tiết cũng như là một số các cái điều hòa liên quan đến thận, và cái thứ ba là anh sẽ trình bày về thăng bằng axit bazơ. Chưa nào? Cái đầu tiên thì anh muốn giới thiệu với các em về các cái tài liệu tham khảo mà anh sử dụng để xây dựng khóa học này. Như các em đã biết thì những cái năm gần đây rất là nhiều câu hỏi các thầy cô ra, không chỉ giới hạn ở trong các kiến thức trong sách sinh lý của tiếng Việt mà các thầy cô đã lấy rất là nhiều các kiến thức từ sách nước ngoài, và điển hình đó là Guyton. Đấy. Đấy. Thì những em nào mà có khả năng tiếng Anh thì hoàn toàn các em có thể đọc những cái cuốn này, hoặc là không thì các em có thể đọc một số các cái bản dịch mà như gần đây anh biết là đã có một số nhóm họ dịch ra rồi. Đấy, các em cũng có thể tham khảo ở trong đó nhé. Cái thứ hai là bộ câu hỏi của cuốn sách BRS Physiology. Thì một số câu hỏi các thầy cô cũng lấy ở trong này. Thế nào? Chủ yếu các câu hỏi thì sẽ nằm ở trong hai cuốn này. Đấy. Nhá. Và một cái tài liệu tham khảo quan trọng nữa đó là Kaplan Step 1 Physiology. Thì cái cuốn này nếu mà bạn nào có khả năng tiếng Anh thì anh khuyên là các bạn nên đọc. Đặc biệt là các bạn có thể xem những cái video của họ, họ giảng rất là hay. Đấy. Và phần lớn những cái kiến thức mà anh xây dựng trong khóa học này là sẽ dựa trên cuốn Step 1 này nhé. Okay. Đầu tiên là về chức năng thận thì sao anh muốn là các em hiểu được. Thứ nhất là về các cái quá trình hình thành nước tiểu, bao gồm là lọc của cầu thận, tái hấp thu và bài tiết tại ống thận. Thứ hai là sẽ một số các cái đặc điểm về rối loạn thận đặc biệt. Thứ ba là tác động của một số hormone lên thận. Thứ tư là khả năng vận chuyển tối đa của một chất. Thứ năm là một số các cái thăm dò chức năng thận sẽ được ứng dụng trên lâm sàng. Và cuối cùng là điều hòa các cái ion như natri, kali hay là canxi. Đó, thì bài hôm nay này chủ yếu là chúng ta sẽ xoay quanh cái lọc cầu thận này. Trông thì có vẻ ít thôi nhưng mà thực ra nó rất dài đấy. Ok, đầu tiên thì chúng ta sẽ đi vào một số các cái chức năng thận của chúng ta. Thì thực ra là có rất là nhiều chức năng, nhưng những chức năng chính bao gồm nhất là điều hòa nước và điện giải. Thứ hai là nó loại bỏ các chất độc cũng như là một số sản phẩm trung gian như ure, axit uric, creatinine. Ngoài ra thì nó tham gia vào điều hòa thăng bằng axit bazơ, đúng nào? Đấy, thông qua cái việc là nó sẽ đào thải H cộng ở ống thận và tái hấp thu HCO3 trừ. Tiếp theo là thận sẽ tham gia vào điều hòa huyết áp thông qua bài tiết huyết, ví dụ như là renin và angiotensin 2, đúng không? Và thận cũng tham gia vào điều hòa sản xuất hồng cầu, chủ yếu là thông qua erythropoietin. Đấy. Về chức năng chuyển hóa thì thận có một cái chuyển hóa quan trọng đó là chuyển hóa vitamin D, đúng không? Nếu vì vậy mà nếu mà với những cái bệnh nhân mà suy thận ấy,
Vì sao? Bệnh nhân sẽ có nồng độ vitamin D rất là thấp và bệnh nhân ấy sẽ có những nguy cơ liên quan đến loãng xương. Thế nào? Và với ngoài ra thì nó thận còn một cái chức năng nữa là chức năng tổng hợp glucose, nhưng mà chức năng này thực ra không quan trọng nên anh không đưa vào đây. Đấy. Và những cái chức năng này này thì bản chất của nó là thận sẽ thực hiện cái chức năng này thông qua bốn cái quá trình cơ bản. Ở đây anh sửa lại một chút là quá trình nhá, bốn quá trình cơ bản. Thứ nhất là lọc của cầu thận, thứ hai là tái hấp thu, thứ ba là bài tiết thêm và cuối cùng là bài xuất. Thì ở trong tiếng Anh ấy thì cái từ bài tiết thêm ở ống thận secretion, còn bài xuất nước tiểu thì người ta gọi là excretion. Đấy. Thì để tránh nhầm lẫn thì anh sẽ gọi bài tiết thêm ở ống thận là bài tiết, còn hình thành nước tiểu là bài xuất nha, để sau này các em khi mà các em làm các cái bài tập thì nó sẽ đỡ bị nhầm lẫn. Ok. Ok. Đấy, như chúng ta đã biết thì thận có khoảng 5-6 chức năng gì đó, đúng không? Và tất cả các chức năng đó thì bản chất của nó là nó sẽ được thể hiện ở một cái gọi là nerve rong. Nerve rong người ta gọi là đơn vị chức năng của thận. Bởi vì sao? Bởi vì tất cả các chức năng như chúng ta vừa nói được thể hiện ở cầu thận, ở nerve rong. Đấy, nó sẽ thực hiện tất cả các chức năng cơ bản của thận. Và trung bình một người khỏe mạnh thì có khoảng từ 1 triệu cho đến 1,2 triệu nerve rong. Vị nerve rong. Và sau 40 tuổi thì sau sau khi em 40 tuổi thì cứ mỗi 10 năm chúng ta lại giảm đến 10% chức năng nerve rong. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là đến tầm 80 tuổi thì số nerve rong của chúng ta sẽ mất đi là khoảng 40%. Đó. Với những cái người nào mà cũng mắc các bệnh lý về thận thì tốc độ suy giảm nó sẽ còn nhanh hơn. Vậy thì cấu trúc của một cái nerve rong sẽ là như thế nào? Thứ nhất, nerve rong sẽ gồm có một cái tiểu cầu thận. Tại đây thì chúng ta sẽ có tiểu động mạch đến, đúng không? Sau đó sẽ hình thành chùm mao mạch Mantegi, rồi hình thành tiểu động mạch đi. Thì cái chùm mao mạch Mantegi này chức năng chủ yếu của nó là để tạo ra một cái áp lực lọc để chúng ta lọc cái dịch lọc để tạo nước tiểu đầu trong khoang Bowman. Và sau đó thì nước tiểu đầu sẽ đi qua hệ thống các cái ống thận, ống lượn gần ở đây này, đó. Và sau đó là quay hen lê, ống lượn xa, đấy. Và cuối cùng là nó sẽ đi qua hệ thống ống góp để hình thành nước tiểu. Ở đây thì có một cái cấu trúc cũng khá là quan trọng, đó là macular denser. Nếu mà dịch ra tiếng Việt có nghĩa là vết đặc, đúng không? Thì vết đặc nó là một cái vị trí, bản chất nó là một cái vị trí của ống lượn xa, nhưng mà nó đi gần hai cái tiểu động mạch đến và tiểu động mạch đi. Do vậy là các cái tế bào ở đây nó sẽ dày lên. Đấy, các cái tế bào cơ trơn ở đây nó cũng dày lên. Và macular denser này nó có thể cảm nhận được các cái thay đổi về chẳng hạn như nồng độ muối, và nó có thể điều chỉnh cái huyết áp ở trong cơ thể của chúng ta. Đó. Còn các cái tế bào cơ trơn ở thành động mạch tiểu động mạch đến và tiểu động mạch đi này thì nó có chứa các cái hạt renin ở dạng tiền chất. Đấy. Và khi mà cần thiết thì nó sẽ giải phóng renin vào trong máu. Đó. Đối với cấp máu cho thận thì sao? Thì thận của chúng ta được cấp máu bởi hai động mạch thận. Và sau khi động mạch thận của chúng ta đi đến rốn thận thì nó sẽ chia ra làm các nhánh. Mỗi một thận của chúng ta thì cả hai thận của chúng ta này nó sẽ nhận khoảng 25% cung lượng tim, 22 đến 25% cung lượng tim, tức là khoảng độ 1 phần 5 cái lượng máu của cơ thể, một lượng rất là lớn. Và khi đi đến đây thì động mạch thận của chúng ta sẽ chia thành các cái nhánh nhỏ như là động mạch gian thùy, động mạch gian tiểu thùy, vân vân. Để cuối cùng là gì? Nó sẽ đến là chia thành tiểu động mạch đến, đúng nào? Ở đây anh muốn nhấn mạnh cho em là gì? Là hệ thống thận của chúng ta có hai hệ thống mao mạch. Nhớ nhá, có hai hệ thống mao mạch. Hệ thống mao mạch thứ nhất là chùm mao mạch Mantegi. Chức năng chính của nó là để tạo ra áp lực lọc tại cầu thận để hình thành nước tiểu đầu. Còn cái hệ thống mao mạch thứ hai là ở đâu? Là khi mà tiểu động mạch đi đi ra khỏi cầu thận thì nó sẽ chia tiếp thành các cái nhánh nhỏ. Đó là để tạo thành các cái mao mạch quanh ống thận. Đấy, hệ thống thứ hai là hệ thống mao mạch quanh ống thận. Nếu như hệ thống thứ nhất của chúng ta chủ yếu là để lọc và tạo nước tiểu thì hệ thống thứ hai nó sẽ tham gia vào tái hấp thu và bài tiết thêm. Đấy, ở các cái hệ thống ống thận này.
Và cuối cùng thì các cái mao mạch quanh ống thận này nó lại hợp lại với nhau, đúng không? Để đổ vào tĩnh mạch cung rồi đổ vào tĩnh mạch thận. Thì đó là toàn bộ các cái những cái kiến thức sơ lược về cấp máu cho thận. Thì đối với chức năng tạo nước tiểu của nephron thì chúng ta biết là gì, như chúng ta vừa đề cập là nephron sẽ có bốn cái quá trình cơ bản là lọc ở cầu thận, thứ hai là tái hấp thu tại ống thận. Đấy, và nó tái hấp thu vào các cái đây gọi là peritubular capillary, tức là các cái mao mạch quanh ống thận, thứ ba là quá trình bài tiết thêm, và cuối cùng là cái quá trình thứ tư là quá trình tạo nước tiểu. Thì cái bài xuất nước tiểu của chúng ta nó sẽ bằng lọc của cầu thận này trừ đi tái hấp thu và cộng thêm bài tiết thêm. Thực ra ở nhà anh xây dựng slide thì nó có ẩn những cái này và muốn đặt câu hỏi cho các em, nhưng mà đây thì nó lại hiện lên hết rồi. Ok, thì đầu tiên là lọc của cầu thận. Quá trình lọc của cầu thận thì sẽ diễn ra tại tại cái cầu thận, và thì nó nhờ một cái hệ thống màng lọc của cầu thận. Và như chúng ta đã biết, hệ thống màng lọc của cầu thận nó sẽ gồm có 3 lớp. Lớp thứ nhất là các cái tế bào nội mô. Lớp thứ hai là lớp màng đáy, đúng không? Và lớp thứ ba là các cái tế bào có chân. Và câu hỏi anh đặt ra là những chất nào sẽ không được lọc qua màng lọc của cầu thận? Thì các cái chất không được lọc qua màng lọc của cầu thận nó sẽ là gồm protein và các cái chất gắn protein khi vận chuyển trong máu, chẳng hạn như là bilirubin gián tiếp hay là các cái hormone như là T3 và T4. Có bạn nào nhớ là tại sao protein lại không được lọc qua màng lọc của cầu thận không? Bạn nào nhớ không? Bạn nào nhớ thì đánh vào cái phần chat ở bên này. Ok, hai cơ chế là gì em? Một là màng lọc tiết điện âm, đúng rồi. Hai là kích thước, chính xác, đúng là các cái phân tử mà có kích thước lớn, đúng không, như là protein thì thường sẽ không được lọc qua màng lọc. Cái màng lọc này nó sẽ lọc tất cả các cái chất mà có kích thước trên 70 angstrom. Đấy. Trên 70 angstrom thì protein là một phân tử kích thước lớn. Và cái thứ hai là gì, protein cũng là một phân tử tích điện âm. Đấy. Chính vì vậy mà thì âm mà gặp âm thì nó sẽ không qua được, đúng không? Nhưng ngược lại thì những cái phân tử nào mà tích điện dương thì sao? Thì nó sẽ qua rất là nhanh. Đấy, nó sẽ qua rất là nhanh qua màng lọc của cầu thận. Được chưa nào? Rồi. Rồi. Rồi, thế thì câu hỏi đặt ra là vậy thì cái nước tiểu đầu mà chúng ta tạo thành ở trong khoang Bowman này này, nó có khác gì so với huyết tiên không? Thì anh trả lời luôn là nước tiểu đầu là nó sẽ giống hệt huyết tương, chỉ khác mỗi một cái là nó không có thành phần protein và các cái chất như chúng ta vừa nói là không được lọc qua cầu thận. Đúng nào, và áp suất thẩm thấu thì cũng tương tự như huyết tương luôn, nó rơi vào khoảng độ 298 hay là 300 mmol gì đó. Vậy thì ở đây anh có một câu hỏi đặt ra là nếu như mà chúng ta bị tổn thương các cái tế bào, tức là chúng ta bị tổn thương cái màng lọc của cầu thận, đúng không? Thì chúng ta sẽ có một cái bệnh lý trên lâm sàng, đó chính là bệnh lý hội chứng thận hư. Bệnh lý hội chứng thận hư này thì nó có rất là nhiều thể, nhưng mà ở đây trước tiên anh chỉ muốn nói về cái thể tổn thương cầu thận tối thiểu thôi. Tức là gì? Tức là ở đây các cái tế bào có chân nó sẽ bị tổn thương mất chân, và chính vì tổn thương mất chân đó mà nó làm cho protein của chúng ta thoát ra khỏi khoang Bowman,
đúng không nào? Và chính vì vậy mà bệnh nhân sẽ có protein niệu, và đồng thời với tình trạng mất protein thì bệnh nhân sẽ cũng có giảm protein máu, đúng nào? Và bệnh nhân sẽ có đi kèm với tình trạng phù, và khi mà đi học lâm sàng ấy thì các thầy cô có thể hỏi em là gì? Các em hãy phân biệt cho cô về một cái phù do hội chứng thận hư với một cái phù do suy tim, phù do xơ gan, đúng nào? Thì các em phải nhớ cho anh là gì? Một cái phù mà do hội chứng thận hư thì thường là một cái phù mềm trắng lõm đối xứng hai bên, nhưng quan trọng nhất là nó tiến triển rất là nhanh, và cái thứ hai là gì? Nó có đáp ứng với corticoid nhá, có đáp ứng với corticoid. Đấy. Có bạn nào giải thích được tại sao mà bệnh nhân hội chứng thận hư lại có tăng lipid máu không? Bạn nào biết cứ cứ đánh ra nhá, để cho các bạn cùng biết. Ừ, thực ra thì đúng rồi, cái tăng lipid này thì do một cơ chế không rõ nào đó, đúng không? Mà gan nó sẽ tăng tổng hợp lipid ở trong cơ thể đấy, và do đó bệnh nhân có tăng lipid máu. Cơ chế này thì anh cũng không rõ lắm, nhưng mà anh nghĩ là các em có thể phải đọc thêm nhá, để cái tăng lipid máu, và các em có thể đọc thêm xem là trong cái tăng lipid này này thì bệnh nhân sẽ tăng loại nào là chính, cholesterol hay là triglyceride. Em thử đoán xem bệnh nhân sẽ tăng loại nào. Về tìm hiểu thêm nhé. Ok. Có bạn nào biết tại sao bệnh nhân hội chứng thận hư là có nguy cơ bị tăng đông không? Ở đây có bạn nào I6 không nhỉ? Không ai trả lời luôn. Ok, vậy thì anh trả lời luôn là bệnh nhân hội chứng thận hư có nguy cơ tăng đông, bởi vì bệnh nhân không phải giảm sút keo em ạ. Anh đang hỏi là cái tăng đông này cơ. Còn nào biết tại sao không? Không phải đâu, mà bệnh nhân bị hội chứng thận hư thì sẽ bệnh nhân sẽ bị mất các cái yếu tố chống đông thông qua màng lọc của cầu thận và qua bô man này này, và một trong yếu tố mà quan trọng nhất đó chính là antithrombin 3. Đây là một yếu tố chống đông trong cơ thể đó. Và khi mà bệnh nhân bị mất antithrombin 3 thì bệnh nhân sẽ có nguy cơ tăng đông đấy. Chính vì vậy mà trên lâm sàng thì khi mà điều trị cho bệnh nhân bị hội chứng thận hư thì người ta phải quan tâm đến cái vấn đề về rối loạn đông máu. Đấy, người ta phải thường xuyên sàng lọc để phải đánh giá về cái đông máu của bệnh nhân. Rồi, cái triệu chứng cuối cùng của bệnh nhân là bệnh nhân có nguy cơ nhiễm trùng. Đấy, bạn nào giải thích được bệnh nhân tại sao nguy cơ nhiễm trùng không? Cố gắng trả lời nhanh nhé. Chính xác. Bệnh nhân bị hội chứng thận hư, bệnh nhân sẽ bị mất immunoglobulin. Đấy.
ra khỏi cơ thể. Và một nguyên nhân thứ hai nữa là bệnh nhân có thể bị nhiễm trùng do điều trị. Em nhớ nha, khi ở bệnh nhân bị chứng thận hư, bệnh nhân sẽ điều trị corticoid, và đấy là một cái thuốc ức chế miễn dịch, đúng không? Bệnh nhân hoàn toàn có thể bị nhiễm trùng do điều trị, đúng nào? Ok. Vậy bây giờ câu hỏi tiếp theo của anh là, giả sử bệnh nhân bị hội chứng thận hư mà không phải là thể, mà là một cái thể nó nặng hơn, thể sơ cầu thận tiến triển chẳng hạn, thì khi đó thường bệnh nhân sẽ có kèm tăng huyết áp. Vậy nếu như với một bệnh nhân hội chứng thận hư mà có tăng huyết áp thì các em sẽ ưu tiên sử dụng nhóm thuốc nào trong trong số các cái nhóm thuốc sau? Thứ nhất là ức chế enzyme chuyển, thứ hai là beta blocker, thứ ba là chạy kênh canxi, và thứ tư là lợi tiểu. Cho các em 30 giây suy nghĩ. Ok. Ok, lại tiểu à. Đúng rồi, rất nhiều bạn trả lời đúng là ức chế enzyme chuyển. Anh rất mong là đến cuối bài thì các em sẽ hiểu rõ lý do vì sao mà ức chế enzyme chuyển là một trong những cái một là một trong những cái nhóm thuốc rất là quan trọng, vừa làm hạ huyết áp mà vừa có tác dụng bảo vệ thận. Đến cuối bài thì anh sẽ giải thích nhé. Ok. Yep. Thì liên quan đến cái quá trình lọc của cầu thận, liên quan quá trình lọc của cầu thận, chúng ta biết anh vừa giải thích là cái hệ thống mao mạch thứ nhất, mao mạch Malpighi ấy, nó có vai trò là lọc cầu thận thông qua cái áp lực lọc ở đây này. Vậy thì cái áp lực lọc này nó sẽ được tính như thế nào? Áp lực lọc của cầu thận nó sẽ chịu ảnh hưởng của qua lại của một số các yếu tố. Đầu tiên đó là áp lực thủy tĩnh ở trong trong lòng mạch. Đấy, chỉ có một lực đẩy duy nhất thôi, là áp lực thủy tĩnh trong lòng mạch đẩy ra ngoài. Trong khi lại có hai lực đối kháng, đó là áp lực thủy tĩnh trong bao bô man và áp lực keo ở trong lòng mạch, đúng nào? Thế còn một cái đại lượng nữa đó là áp lực keo ở trong khoang bô man, thì do chúng ta biết là với một người khỏe mạnh thì gần như là protein trong khoang bô man bằng bằng không, nên là gần như cái áp lực keo trong khoang bô man người ta sẽ coi như là bằng không. Đó, chính vì vậy mà áp lực lọc lúc này chỉ còn biết là bằng áp lực thủy tĩnh trong trong cột mao mạch này, trừ đi áp lực thủy tĩnh trong khoang bô man và trừ đi áp lực keo ở trong máu. Và khi mà người và chúng ta thấy là cái áp lực thủy tĩnh là cái yếu tố duy nhất mà đẩy nước tiểu, đẩy cái dịch lọc vào trong khoang bô man, đúng không nào? Và người ta nói rằng là áp lực thủy tĩnh chính là cái yếu tố quyết định quá trình lọc của cầu thận và là yếu tố quyết định mức lọc của cầu thận. Nhớ nhá, áp lực thủy tĩnh là yếu tố quyết định mức lọc của cầu thận. Và khi mà chúng ta nhân cái áp lực lọc này với một cái hệ số người ta gọi là hệ số lọc KF, thì chúng ta sẽ được công thức tính mức lọc của cầu thận nhé. Thì thực ra cái này là về lý thuyết thôi, tại vì liên quan đến cái công thức này chúng ta sẽ có một số các bài tập tính toán chẳng hạn như sau. Đây là một cái bài tập mà anh lấy ở trong LS. Sử dụng các cái giá trị dưới đây để trả lời cho câu hỏi sau. Áp lực thủy tĩnh trong cuộn mao mạch là 47. Áp lực thủy tĩnh trong khoang bô man là 10. Áp lực keo trong khoang bô man là 0. Đấy, anh vừa nói đấy. Vậy thì tại giá trị nào của áp lực keo tại cuộn mao mạch quá trình lọc của cầu thận sẽ dừng lại? Anh hiểu câu hỏi chưa? Đó. Thế thì D, ok. Rất giỏi. Rất đơn giản là với bài này giờ anh sẽ để thêm thời gian cho các bạn trả lời. Ok, không bạn nào trả lời thêm. C là đáp án đúng rồi nhá. Thế thì câu này thì người ta đã cho là gì? Người ta hỏi mình là cái áp lực keo ở trong trong máu động mạch sẽ là bao nhiêu thì quá trình lọc dừng lại. Quá trình lọc dừng lại tức là
tức là P lọc của chúng ta bằng 0. Điều đó có nghĩa là PGC sẽ bằng PBS cộng với Y đúng nào? Y và C. PGC. Đã biết là PGC người ta đã cho bằng 47 đúng nào? Áp lực trong khoang Bowman là 10. Vậy thì Y của chúng ta sẽ bằng 37. Thì đáp án đúng ở đây là C nhé. Câu hỏi rất dễ. Rồi. Sang một phần nữa cũng rất là quan trọng. Phần này người ta hỏi về các phần này anh muốn giới thiệu về các cái chỉ số đánh giá năng lọc của thận. Thì để đánh giá chức năng lọc của thận, thông thường trên lâm sàng người ta sẽ sử dụng ba cái chỉ số. Thứ nhất là lưu lượng máu qua thận và lưu lượng huyết tương qua thận, ký hiệu là RBF và RPF đấy. Thứ hai là mức lọc của cầu thận và cái thứ ba là phân số lọc. Chúng ta sẽ đi lần lượt về ba cái chỉ số này nhé. Đầu tiên lưu lượng máu qua thận thì như anh đã giới thiệu đấy thì hai quả thận của chúng ta nó sẽ nhận dao động từ 22 đến 25% cung lượng tim. Mà một người khỏe mạnh của chúng ta thì mỗi một phút cung lượng tim rơi vào khoảng 5.000 đến 6.000 ml, thì chia cho 5 thì nó rơi vào khoảng độ 1.100 ml phút. Đấy, tức là cái lưu lượng máu mà đi qua thận này là rơi vào khoảng độ 1.100 ml trên phút. Nhưng mà chúng ta biết là máu của chúng ta thì gồm có hồng cầu đúng không, và huyết tương. Huyết tương của chúng ta thì nó chiếm khoảng độ 60%, còn hồng cầu thì chiếm khoảng độ 40-45%. Do vậy mà người ta sẽ, nếu mà chia ra thì cái lưu lượng huyết tương qua thận của chúng ta sẽ bằng 1.100 nhân khoảng 60% thì nó rơi vào khoảng độ 600 ml trên phút. Đây là một lưu lượng cực kỳ lớn, và trên thực tế thì cái lưu lượng lớn như vậy nó sẽ giúp cho chúng ta tạo ra một mức lọc cầu thận đủ lớn để điều hòa cái lượng dịch của cơ thể và nồng độ của chất tan đúng nào. Tuy nhiên thì chúng ta biết là trong cơ thể của chúng ta thì không phải lúc nào mà cái huyết áp của chúng ta cũng ổn định. Đấy, mức lọc cầu thận nếu mà không có một cái quá trình nào điều hòa thì nó cũng sẽ dao động theo huyết áp mất. Chính vì vậy mà khi mà huyết áp của chúng ta dao động từ 80 cho đến 170 mmHg thủy ngân thì thường là lưu lượng máu qua thận nó sẽ có quá trình tự điều hòa. Điều hòa tức là như thế nào? Đây, các em nhìn vào cái sơ đồ sau thì có thể thấy là khi mà gì huyết áp của chúng ta dao động từ 80 cho đến khoảng 170 thì lưu lượng sẽ được duy trì rất là ổn định đúng không nào? Nhưng mà với một bệnh nhân chẳng hạn như bệnh nhân bị đa chấn thương đúng không, vỡ xương chậu chẳng hạn, chúng ta bị mất máu rất là nhiều thì sao, thì cái huyết áp nó sẽ bị tụt xuống, và khi đấy thì cái nguy cơ gì, bệnh nhân sẽ có nguy cơ suy thận cấp bởi vì nó sẽ không có khả năng điều chỉnh cái lưu lượng máu tới thận đấy đúng nào. Ngược lại thì với một bệnh nhân mà tăng huyết áp trên 170, người ta gọi là tăng huyết áp ác tính ấy, chính xác là một trên 180 đúng không, thì sao, thì khi đấy thận của chúng ta nó cũng không có khả năng để làm giảm cái lọc của cầu thận và nó có khả năng gây tổn thương thận đấy. Chính vì vậy mà bao giờ chúng ta cũng phải kiểm soát huyết áp ở trong cái ngưỡng khoảng 80 đến 170 thôi, không bao giờ để nó quá cao như vậy đúng nào. Cơ chế đầu tiên để thận có thể điều hòa được cái lưu lượng máu ổn định như vậy đó là cơ chế cơ học. Khi mà huyết áp của chúng ta tăng lên quá cao chẳng hạn, ví dụ như 160 chẳng hạn, thì nó sẽ làm tăng áp lực lên cái tiểu động mạch của chúng ta, và tăng áp lực lên tiểu động mạch thì nó sẽ gây tăng canxi đi vào trong các cái tế bào cơ trơn, nó sẽ làm co cơ trơn lại, và lúc đấy thì cái lưu lượng máu đến thận nó lại giảm xuống. Ngược lại thì khi mà huyết áp của chúng ta giảm xuống đúng không, thì hoàn toàn ngược lại, áp lực lên các tiểu động mạch lại giảm đi và nó lại giảm cái canxi đi vào trong các cái tế bào cơ trơn và gây giãn cơ làm tăng lưu lượng. Và cái vai trò chủ yếu của cơ chế này là trong việc bảo vệ thận khỏi cái khối tổn thương do tăng huyết áp đột ngột, khỏi cái tổn thương do tăng huyết áp đột ngột nhé. Một cái cơ chế thứ hai người ta gọi là cơ chế chuyển hóa. Chuyển hóa tức là như thế nào, tức là khi mà huyết áp động mạch của chúng ta giảm xuống thì nó sẽ làm giảm mức lọc cầu thận. Đấy, giảm mức lọc cầu thận thì sao, nó sẽ làm giảm cái nồng độ NaCl, tức là nồng độ muối ở cái khu vực vết đặc. Đấy, như anh đã nói thì khu vực vết đặc nó có khả năng cảm nhận được cái nồng độ muối ở trong cơ thể. Đấy, và khi mà nồng độ muối nó giảm xuống
thì nó sẽ tăng, nó sẽ kích thích các tế bào cơ trơn ở tiểu động mạch ấy, tăng bài tiết renin đó, và tăng bài tiết renin thì nó sẽ làm tăng nồng độ angiotensin 2, và tăng angiotensin 2 thì nó sẽ làm cái co tiểu động mạch đi, và từ đấy thì nó sẽ làm tăng kháng trở của tiểu động mạch đi và lại tăng lọc. Cái quá trình này thì lát nữa anh sẽ giải thích kỹ hơn nhá, các em cứ hiểu nôm na là như vậy. Đấy là hai cái quá trình, hai cái cơ chế cơ học và cơ chế chuyển hóa mà thận của chúng ta sử dụng để duy trì cái mức lọc của cái lưu lượng máu đến thận. Rồi. Cái chỉ số thứ hai người ta gọi là mức lọc của cầu thận. Mức lọc cầu thận thì các em đã rất quen rồi đúng không? Nó là số ml dịch lọc được tạo thành trong 1 phút, và với một người bình thường thì mức lọc cầu thận dao động vào khoảng 120 ml trên phút. Trên lâm sàng thì người ta sẽ sử dụng mức lọc cầu thận để người ta đánh giá về cái mức độ suy thận của bệnh nhân. Đấy. Đây là cái bảng phân loại của cái bệnh nhân của bệnh thận mạn. Thì khi mà mức lọc cầu thận của em trên 90 ml trên phút thì người ta gọi là bệnh thận giai đoạn 1. Là từ 60 đến 89 gọi là bệnh thận giai đoạn 2. Từ 30 đến 59 là bệnh thận giai đoạn 3, tương ứng với suy thận giai đoạn 1. 15 đến 29 là bệnh thận giai đoạn 4, tương ứng với suy thận giai đoạn 2. Và dưới 15 thì là gọi là bệnh thận giai đoạn cuối. Và khi mà mức lọc cầu thận của chúng ta dưới 15 ml thì thận nó không có khả năng đào thải các chất độc trong cơ thể, thì bắt buộc là bệnh nhân sẽ phải bắt buộc bệnh nhân sẽ phải chạy thận thay thế. Nên nào, hiện tại thì có hai phương pháp để thay thế thận, đó là chạy thận chu kỳ và lọc của màng bụng. Thì thông thường thì chạy thận chu kỳ thì sao, người ta sẽ phải làm cầu tay cho bệnh nhân này, rồi thì bệnh nhân sẽ phải chạy khoảng 3 lần trên 1 tuần, khoảng 2, 4, 6 hoặc là 3, 5, 7 đúng không nào. Đấy, cái đấy thì nó khá là mệt mỏi cho bệnh nhân. Người ta còn một cái phương pháp thứ hai, đấy là lọc của màng bụng. Đấy, lọc màng bụng thì cái phương pháp này nó tiện hơn cho bệnh nhân, nhưng mà làm sao, vấn đề là cái màng bụng của chúng ta ấy thì nó chỉ có thời gian sử dụng thôi. Nếu mà em lọc liên tục trong khoảng 5 đến 7 năm thì nó có thể bị sơ và nó sẽ không đảm bảo được cái chức năng của nó nữa. Đấy, tùy nhá, cái này thì đi lâm sàng em sẽ được nói kỹ hơn. Vậy thì quay trở lại này, câu hỏi là làm thế nào để chúng ta tính được mức lọc của cầu thận? Thì để tính được mức lọc của cầu thận thì người ta sẽ sử dụng một cái thực ra gọi là ước tính mức lọc cầu thận thôi nhá. Người ta sẽ sử dụng một cái chất để người ta ước tính mức lọc của cầu thận. Cái đặc điểm của cái chất đấy phải như thế nào? Thứ nhất là nồng độ của nó phải ổn định trong huyết tương và phải tương đối dễ đo. Thứ hai là cái chất đấy phải được lọc tự do ở trong khoang Bowman. Và thứ ba, nó phải không được tái hấp thu, không bị bài tiết thêm vào ống thận, không bị tổng hợp hay chuyển hóa thêm bởi thận. Vậy thì trong cơ thể của chúng ta có cái chất nào, các em có biết cái chất nào mà thỏa mãn được cái này không? Rồi, creatinine, nhưng mà còn một chất nữa, inulin, chính xác. Ở đây các em có thể thấy là gì? Inulin và creatinine là một chất mà nó có nồng độ tương đối ổn định, nó sẽ được lọc hoàn toàn ở cầu thận này và không bị tái hấp thu hay là bài tiết thêm, đúng không? Trong khi là ure hay là các cái điện giải của chúng ta thì sẽ bị tái hấp thu này. Đấy. Amino acid và gluco thậm chí còn bị tái hấp thu hoàn toàn. Còn các cái axit hữu cơ hay là bazơ hay là ion K cộng, H cộng thì lại bị bài tiết thêm. Đấy, cái vấn đề là gì, khi mà nó bị tái hấp thu hay bài tiết thêm thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái chỉ số của chúng ta, bởi vì chúng ta chỉ quan tâm đến mức lọc thôi mà, chúng ta chỉ quan tâm đến chức năng lọc của cầu thận. Đúng nào? Thế thì khi mà cái chất inulin và creatinine nó thỏa mãn điều kiện như thế thì cái mức lọc của cầu thận người ta tính nó sẽ bằng độ thanh thải của creatinine hoặc là inulin. Vậy thì ở đây nó sẽ nảy ra một câu hỏi, đó là vậy thì độ thanh thải của một chất là cái gì? Đó, độ thanh thải của một chất là gì? Thì theo định nghĩa, độ thanh thải của một chất tích xì nào đó là thể tích huyết tương được thận lọc sạch chất đó trong 1 phút. Ngày xưa khi mà học ấy thì bạn anh chả hiểu, bạn anh nó chả hiểu về cái định nghĩa này gì cả.
Anh giải thích mãi mà vẫn không hiểu. Thế thì cuối cùng là anh quyết định là sẽ lấy một số các cái ví dụ để cho các em hiểu hơn về cái khái niệm độ thanh thản này. Đấy. Rồi, em nhìn vào cái hình này nhé. Nó hơi, trên này nó hơi bé một chút. Đây là chất pH. Chất pH của chúng ta sau khi đi vào động mạch thận thì một phần của nó sẽ được lọc ở đây, khoảng 20%. pH sẽ được lọc tại cầu thận. Còn lại 80% sau khi nó thoát đi ở tiểu động mạch đi thì nó lại được bài tiết thêm. À, bài tiết thêm hoàn toàn có nghĩa là gì? Có nghĩa là toàn bộ pH ở đây, đúng không? Cuối cùng khi đi vào cầu thận nó sẽ ra hết nước tiểu. Đó, đúng không? Rồi, thế thì bây giờ anh giả sử đây không phải là pH mà đây là một chất Xy nào đó. Đó. Cái nồng độ của nó là 6 mg trên 1 lít nhá. Tới thận thì như chúng ta lấy là chuẩn đi là 600. Đấy. Và bây giờ được lọc 120. Đấy. Vậy thì cái lưu lượng thoát đi của nó sẽ là 480, đúng không nào? 80. Đấy. Vì tất cả được bài tập đây nên là cái lưu lượng là 60. Thì nó có nghĩa là gì? Toàn bộ cái thể tích mà chứa đây là 22 mg. Tức là sao? Chất pH của chúng ta này được lọc ở đây là 120 ml thì chứa 2 mg pH. 480 nó sẽ chứa. Vậy thì cái thể tích mà chứa trong ở đây 6 mg 120 cộng thêm 480 bằng 600. Đấy thì cái độ thanh thải, ý anh là cái độ thanh thải của nó đấy. Cái thể tích cần để thải được toàn bộ 6 mg này nó sẽ phải là 600 phút và nó sẽ bằng chính với cái lưu đấy. Vậy trong trường hợp thứ nhất là khi mà chất đấy được bài tiết thêm hoàn toàn thì cái độ thanh thải của nó sẽ bằng thận. Trường hợp thứ hai là gì? Vẫn 100 ml ở đây đúng không? Đấy, chứa 2. Tuy nhiên khi đến ông gam lại được tái thu, đúng không nào? Vậy thì lượng lượng 1 mg thôi, em hiểu không? Vậy có nghĩa là gì? Anh không cần phải đến 120 ml để cái con số để anh thải 1 mg này nó sẽ nhỏ hơn 120. Đấy, nó có thể là có thể 60 gì đó. Đúng không? 120 này thì anh thải 2 mg. Đấy, điều đó có nghĩa là độ thanh thải của chất X lúc này nó sẽ nhỏ hơn, nhỏ hơn. Nhá. Rồi. Trường hợp thứ ba là gì? Ở đây vẫn là 2, là 4. Nhưng mà bài tiết vào đây không phải là 4 nữa mà lúc này anh chỉ bài tiết khoảng 3 thôi. Thì tổng cái lượng chất Xy ở nước tiểu cuối cùng nó sẽ là 5. Đúng nào? Vậy thì theo các em thì cái độ thanh thải lúc đó nó sẽ khoảng bao nhiêu? Nếu ví dụ 2 ml dịch lọc 3 ở đây của anh là nó được chứa trong 360, đúng không nào? Thì lúc đó cái độ thanh thải 120 bằng, đúng không? Tức là khi mà một chất được bài tiết thêm thì cái độ thanh thải của nó sẽ phải lớn hơn mức lọc của cầu thận đó.
Còn cuối cùng đối với một chất như là creatinine hay là inulin ấy, khi mà nó không bị tái hấp thu hay là không bị, vì sao? Thì cái độ thanh hải đây nó cũng sẽ là 20 mg đó, và độ thanh thải của 20 mg thì mức lọc cầu thận này luôn nhá, nó cũng là cầu thận này luôn. Ở đây các em có hiểu không? Ok. Và cái công thức để tính cái độ thanh thải của một chất thì nó sẽ bằng U nhân với V và chia cho T. Đó. Thì cái công thức này chỉ đơn giản là gì? Người ta xây dựng dựa trên là gì? Cái nồng độ của chất X ở đây. Đúng không? Có giải thích này. Tức là nồng độ chất X ở đây người ta sẽ nhân với cái độ thanh thải của nó thì nó sẽ bằng cái nồng độ chất chất X ở trong nước tiểu mà nhân với tốc độ hình thành nước tiểu. Đấy. Và chính vì vậy mà ở đây người ta ghi nhận độ này U nhân với V chia cho T bằng kia lên. Cố gắng hiểu nhé. Rồi. Bởi vì thực tế trên lâm sàng ấy thì mặc dù inulin được coi là tiêu chuẩn vàng trong việc đo lường mức lọc của cầu thận, tuy nhiên nó vẫn không thường được sử dụng trên lâm sàng bởi vì một lý do là inulin nó không phải là một cái chất nội sinh trong cơ thể mà người ta vẫn phải tiêm từ bên ngoài vào, và thay vì vậy thì người ta sẽ sử dụng creatinine bởi vì nó sẽ được giải phóng ra từ cơ với một tỷ lệ khá là ổn định. Mặc dù là gì, creatinine nếu mà đo creatinine thì nó sẽ có một chút sai số. Đấy, bởi vì sao? Chẳng hạn như là khi em vận cơ chẳng hạn thì cái lượng creatinine được giải phóng nó cũng sẽ tăng lên, hay là những cái bệnh nhân mà bị vấn đề về bệnh về cơ đúng không, thì sử dụng creatinine nó cũng phải có thể có sai số. Nhưng mà nhìn chung thì những cái trường hợp đấy thì nó cũng nhỏ thôi, nên là người ta vẫn sử dụng creatinine là một cái chỉ số thường quy để đánh giá mức lọc của cầu thận. Đấy. Tuy nhiên thì nếu mà tính vào công thức này ấy, thì nó sẽ xảy ra một cái bất tiện là gì? Các em phải đo nồng độ creatinine trong máu, xong lại đo nồng độ creatinine trong nước tiểu, đúng không? Mà lại còn phải đo cùng một thời điểm. Thì nó khá là bất tiện. Và do vậy thì người ta không sử dụng cái cách tính như vậy mà người ta sẽ chỉ tính thì creatinine máu thôi. Và khi mà tính creatinine máu thì sao? Người ta sẽ buộc phải sử dụng các cái thuật toán mà người ta gọi như thế là mức lọc cầu thận ước tính. eGFR. Chưa? Và theo CADIGO 2012 thì sao? Các em có thể tính mức lọc cầu thận dựa vào một số công thức ví dụ như là MDRD hoặc là CKD-EPI. Nhưng cái này các em hoàn toàn có thể sử dụng các cái phần mềm như là MDCAN ở trên các cái iPhone đấy, smartphone. Các em hoàn toàn có thể tra trên đó. Chỉ số cuối cùng đó là về số lọc. Phân số lọc thì bản chất nó là bằng tỷ số giữa mức lọc cầu thận chia cho lưu lượng huyết tương tới thận. Tỷ số này thì với một người bình thường nó sẽ bằng 120 chia cho 600 và nó rơi vào khoảng độ 20%. Đấy. Trên lâm sàng thì chỉ số này rất ít ứng dụng, đúng không? Thực ra nó chỉ có một cái ý nghĩa duy nhất là gì? Khi mà cái phân số lọc của em tăng lên thì điều đó có nghĩa là gì? Cái lượng dịch lọc qua đây nó sẽ tăng lên, và khi lượng dịch lọc qua đây tăng lên thì cái lượng dịch lọc ở tiểu động mạch đi nó sẽ giảm đi, nó sẽ làm khô đặc protein ở đây, và khi nồng độ protein ở các cái mao mạch quanh ống thận tăng lên thì nó sẽ làm tăng cái tái hấp thu. Đấy, nó chỉ có ý nghĩa như vậy thôi, còn lại thì rất ít ứng dụng trên lâm sàng. Rồi cái phần cuối cùng mình sẽ trình bày đó là các cái yếu tố ảnh hưởng tới quá trình lọc. Thì trước khi đi vào phần này thì anh sẽ cho các em ôn lại cho em một chút lý thuyết về vật lý. Đây đây là cái mạch máu của chúng ta, và chúng ta biết là máu của chúng ta khi mà chảy ở trong mạch máu ấy thì nó sẽ bao giờ cũng chảy từ nơi có áp suất cao đến nơi có áp suất thấp.
thì ở đây là P1 nó lớn hơn P2 nên là máu sẽ chảy theo chiều như này, đúng nào? Và theo công thức của Coase thì người ta sẽ tính được là cái lưu lượng dòng chảy của chúng ta nó sẽ bằng delta P chia cho kháng trở R. Hay nói khác, delta P nó sẽ bằng F nhân với R. Câu hỏi bây giờ đặt ra là nếu giả sử anh làm co cái động mạch này lại, đó, anh làm hẹp cái động mạch này lại, thì điều gì sẽ xảy ra với P1 và P2? P1 sẽ tăng hay giảm? Em thử đoán xem. Tăng lên. Ok. Đúng rồi, khi mà chúng ta làm co mạch lại thì P1 sẽ tăng lên nhá. Còn P2? P2 đấy sẽ giảm đi, đúng không? Bởi vì khi chúng ta cứ tưởng tượng đơn giản là khi chúng ta co mạch lại thì cái lượng máu nó sẽ ứ lại ở trên này, còn lượng máu xuống đây nó sẽ ít đi, đúng không nào? Và P1 nó sẽ tăng lên, P2 nó sẽ giảm đi. Ngược lại, khi mà anh làm giãn cái mạch này ra, đúng không? Thì P1 sẽ giảm và P2 sẽ tăng nhá. Rồi, đây là cái background quan trọng trước khi chúng ta đi tiếp vào phần sau này. Ok, bây giờ giả sử anh làm co cái tiểu động mạch đi ở đây, anh làm co tiểu động mạch đi ở đây thì điều gì sẽ xảy ra? Đầu tiên trở kháng chung này, trở kháng chung tức là ví dụ anh tính tiểu động mạch đến có trở kháng là R1, tiểu động mạch đi kháng là R2, đúng không? Đấy, trở kháng chung nó là bằng tổng của hai cái lại. Thì khi mà mình làm co tiểu động mạch đi thì R2 sẽ tăng lên và trở kháng chung tăng lên. Khi mà trở kháng chung, khi mà R2 tăng lên thì cái P này, đúng không? Như chúng ta đã nói, nó là P, nó tương ứng với P1 đấy, tức là P đầu ấy. Phải làm chưa nhé? Khi anh làm co mạch này thì P đầu tăng, P cuối sẽ giảm. Đấy. Vậy thì tương tự vào đây, khi mà anh làm tăng cái trở kháng của tiểu động mạch đi thì P lọc này sẽ tăng. Còn cái áp lực lọc, áp lực ở ở cái cột màng mạch quanh động thận nó sẽ giảm đi. Và khi P lọc tăng thì như chúng ta đã biết, P lọc là yếu tố quyết định đến mức lọc của cầu thận, nên mức lọc của cầu thận sẽ tăng. Đúng nào? Còn lưu lượng dòng chảy thì sao? Quên mất. Ở bên này khi mà chúng ta làm co mạch thì theo các em cái flow này nó sẽ tăng lên hay nó giảm đi? Đúng rồi, F sẽ giảm đi nhá. Rồi, vậy tương tự thì áp dụng vào đây thì chúng ta sẽ thấy là lưu lượng máu qua thận sẽ giảm. Chỉ số cuối cùng là phân số lọc sẽ như thế nào? Phân số lọc bằng mức lọc cầu thận chia cho lưu lượng máu tới, lưu lượng huyết tương tới thận, và nó sẽ tăng lên, đúng nào? Từ tăng còn mẫu giảm. Và đây này, các em nhớ cho anh là gì? Trong cơ thể của chúng ta ấy, thì angiotensin 2 mặc dù nó có thể tác động lên cả tiểu động mạch đến và tiểu động mạch đi, nhưng tác động chủ yếu của angiotensin 2 sẽ là trên tiểu động mạch đi. Nhớ nhá, angiotensin 2 tác động chủ yếu trên tiểu động mạch đi, làm co tiểu động mạch đi và làm tăng lọc của cầu thận. Ngược lại thì sao? Ngược lại thì bây giờ nếu mà anh làm giãn tiểu động mạch đi, đó, anh làm giãn tiểu động mạch đi thì trở kháng chung ngược lại thôi, trở kháng chung giảm, đúng không? P đầu của chúng ta là P lọc sẽ giảm xuống. Khi mà P lọc giảm xuống thì mức lọc của thận cũng sẽ giảm theo, còn lưu lượng huyết tương qua thận lại tăng lên và cuối cùng phân số lọc sẽ giảm xuống nhá. Rồi trên lâm sàng thì sao? Chúng ta biết là chúng ta có một loại thuốc là ức chế di chuyển và ức chế thụ thể. Hai cái loại thuốc này nó sẽ có tác dụng làm giảm angiotensin 2, làm giãn tiểu động mạch đi, đúng nào?
Và khi mà giãn tiểu động mạch đi thì nó sẽ làm giảm áp lực lọc của cầu thận. Được chưa? Và khi nó làm giảm áp lực lọc của cầu thận thì nó có lợi cho bệnh nhân không? Rất là có lợi cho bệnh nhân, bởi vì nó sẽ làm giảm cái lượng protein niệu ở trong cơ thể, lượng protein niệu của bệnh nhân. Đúng nào? Đấy. Và chính vì vậy mà tao ức chế enzyme chuyển và ARB sẽ là thuốc được sử dụng ưu tiên đối với các bệnh nhân bị bệnh thận do đái tháo đường và bệnh nhân bị hội chứng thận hư. Đó, bởi vì nó là giảm protein niệu. Em nhớ là khi mà protein niệu của chúng ta mà càng tăng ấy thì sao? Tại cái hệ thống ống thận của chúng ta nó sẽ làm tăng tái hấp thu protein niệu. Và khi protein niệu được tái hấp thu càng nhiều, nó sẽ làm gây viêm ở khoảng kẽ của ống thận. Đấy, và nó sẽ đẩy nhanh cái quá trình suy thận. Được chưa? Vậy thì đối với bệnh nhân bị đái tháo đường, đúng không? Người ta sẽ có một cái xét nghiệm gọi là microalbumin niệu. Microalbumin niệu ở đây nó không phải là albumin mà trọng lượng phân tử thấp đâu. Mà em nhớ đây là albumin protein số lượng nó thấp, đúng nào? Và khi mà người ta xét nghiệm nước tiểu mà người thấy mà bệnh nhân mà có microalbumin niệu thì có nghĩa là nồng độ albumin nó sẽ rơi vào khoảng từ 30 cho đến 300 mg trên ml. Chưa nào? Và nếu chúng ta điều trị ở giai đoạn này thì nó sẽ làm chậm cái tiến triển của bệnh nhân từ suy thận. Đó. Đấy nhá. Rồi. Đây, các em đã hiểu tại sao ức chế enzyme chuyển lại được ưu tiên sử dụng cho bệnh nhân bị hội chứng thận hư chưa? Ok. Cuối cùng, tiếp theo là đến co tiểu động mạch đến. Rồi. Bây giờ nếu mà anh lại lại làm co tiểu động mạch đến này, co tiểu động mạch đến này, thì sao? Thì trở kháng chung của bệnh nhân cũng tăng lên. Lúc này áp lực lọc lại tăng hay giảm? Áp lực lọc lúc này giảm nhá, bởi vì nó là áp lực sau. Đấy, áp lực lọc giảm. Khi mà áp lực lọc giảm thì mức lọc cầu thận cũng sẽ giảm theo. Và RPF của bệnh nhân giảm. Thế bây giờ mức lọc cầu thận giảm, RPF cũng giảm thì phân số lọc phân số lọc không đổi. Rồi. Và trong cơ thể của chúng ta thì một cái thứ hai em phải nhớ đó là hệ thống thần kinh giao cảm. Thận của chúng ta nhớ là chỉ chịu chi phối của mỗi thần kinh giao cảm thôi nhá. Có giao cảm không không chi phối cho thận. Và hệ thống thần kinh giao cảm của chúng ta cũng như ăn dưa quang xin nó cũng gây co cả tiểu động mạch đến và tiểu động mạch đi, nhưng chủ yếu của nó là trên tiểu động mạch đến. Đấy. Rồi. Vậy thì khi mà hoạt hóa thần kinh giao cảm này nó có lợi cho bệnh nhân không? Không có lợi cho bệnh nhân, bởi vì trong cơ thể, thực ra trong cuộc sống hàng ngày chúng ta vẫn gặp phải những cái stress, rất nhiều cái stress và nó có thể gây hoạt hóa giao cảm. Chính vì vậy mà cơ thể mình sẽ phải có một cái cơ chế nào đó để giúp bảo vệ thận. Đấy. Và cái cơ chế đó nó sẽ xảy ra với prostaglandin. Có nghĩa là gì? Ở trong cơ thể nó sẽ tự tiết ra một cái chất prostaglandin khi mà tiểu động mạch đến nó co lại. Đấy, thì các tế bào đấy nó sẽ tiết prostaglandin và nó làm giãn tiểu động mạch đến ra. Và khi giãn tiểu động mạch đến thì nó sẽ làm trở kháng giảm xuống và làm cho mức lọc cầu thận tăng lên. Đúng không nào? Vậy ở đây anh sẽ có một câu hỏi là điều gì sẽ xảy ra nếu nếu ta sử dụng NSAID cho một bệnh nhân 60 tuổi và đang chảy máu, xảy ra với thận của bệnh nhân, với thận thì với mất. Vẫn nào trả lời được không? Chúng ta biết là gì? Khi mà bệnh nhân này đang chảy máu, có nghĩa là bệnh nhân này đang trong một tình trạng stress. Và khi trong tình trạng stress thì bệnh nhân sẽ bị chịu tác động của thần kinh giao cảm, tiểu động mạch đến nó đã co lại rồi, đúng không nào? Nếu bây giờ chúng ta sử dụng thêm NSAID thì nó sẽ làm ức chế tổng hợp prostaglandin ở thận của bệnh nhân.
Đó, và càng làm cho cái tiểu động mạch đến này nó co lại, đúng nào, và lúc đấy bệnh nhân sẽ có nguy cơ suy thận cấp. Như vậy trên lâm sàng ấy, nếu cho anh là gì, với những cái stress cấp thì chúng ta không bao giờ sử dụng NSAID để giảm đau cho bệnh nhân vì bệnh nhân có nguy cơ suy thận cấp. Tất nhiên là bên cạnh đấy thì nó còn gây ra các cái tổn tổn thương như đường tiêu hóa nữa, nó gây suất huyết tiêu hóa đấy. Nhưng mà đối riêng đối với thận thì nó có thể gây gây suy thận cấp. Vì vậy các em sẽ để ý là khi mà đi bay Việt Đức thì không bao giờ người ta sử dụng NSAID để giảm đau cho bệnh nhân cả, mà người ta sẽ sử dụng paracetamol. Bởi vì paracetamol, mặc dù nhiều người hỏi là paracetamol cũng là NSAID nhưng mà liệu nó có gây suy thận cấp không, thì thực ra về mặt bản chất thì paracetamol không tác động như NSAID, đúng không? Nó chủ yếu là tác động trên cái hệ thống prostaglandin của trung ương, nên là nó sẽ không gây suy thận cấp, cũng không gây suất huyết tiêu hóa đấy. Vì vậy người ta mới ưu tiên sử dụng paracetamol là như vậy nhé. Rồi đây thực ra là một cái bảng tổng kết lại các cái ảnh hưởng của tiểu động mạch đến và tiểu động mạch đi khi bị co lại, bị giãn ra đấy. Các em có thể về xem lại nhé. Rồi vậy thì trên lâm sàng anh sẽ tổng kết lại như sau: ức chế enzyme chuyển và ARB sẽ làm giảm áp lực lọc trong cầu thận, làm giảm protein niệu và sẽ có lợi cho các bệnh nhân bị bệnh thận và đái tháo đường. Cái thứ hai là trong các stress cấp như xuất huyết thì NSAID sẽ là chống chỉ định, nhớ nhá. Cái thứ ba là gì, người ta sẽ sử dụng NSAID ức chế enzyme chuyển cho các bệnh nhân hội chứng thận hư và suy thận mãn ổn định. Đấy. Tuy nhiên, tránh sử dụng ức chế enzyme chuyển và ARB cho các bệnh nhân có mức lọc cầu thận giảm thấp. Bởi vì sao? Thì chúng ta đã thấy là gì? Khi mà chúng ta sử dụng ức chế enzyme chuyển, nó làm giãn cái tiểu động mạch đi thì nó cũng làm giảm mức lọc cầu thận của bệnh nhân. Đấy. Tức là nếu mà mức lọc cầu thận bệnh nhân đã giảm thấp rồi thì các em không được, các em phải hết sức cẩn thận trong việc sử dụng ức chế enzyme chuyển và ARB nhá. Và bệnh nhân có thể suy thận cấp. Thế nào? Về cái toàn hóa ống thận thì thôi thôi anh để sau, anh nói sau vậy. Tuy nhiên thì các em phải chú ý là gì? Gần đây thì người ta có một cái nghiên cứu cho thấy là ông chỉ sử dụng ức chế enzyme chuyển thì lại có cái nguy cơ ung thư phổi cao hơn khoảng 14% so với ARB. Tuy nhiên là nghiên cứu này thì nó cũng chưa phải là một cái bằng chứng quá mạnh và người ta vẫn cần thêm nhiều cái nghiên cứu khác, nhưng mà đây là cũng là một cái để chúng ta lưu ý khi sử dụng ức chế enzyme chuyển. Rồi và cuối cùng là ức chế enzyme chuyển và ARB là chống chỉ định trong hẹp động mạch thận hai bên nhá. Bởi vì bệnh nhân khi mà hẹp động mạch thận hai bên thì cái áp lực lọc nó đã giảm quá thấp rồi mà chúng ta sử dụng tiếp ức chế enzyme chuyển ARB thì bệnh nhân có nguy cơ suy thận cấp. Thế nào? Và đây là một cái bài báo ở trên Medscape anh tra được đấy. Người ta nói là gì? Việc sử dụng ức chế enzyme chuyển để làm giảm huyết áp có liên quan đến nguy cơ ung thư phổi 14% so với điều trị bằng ARB nhé. Không có câu hỏi gì không? Ok, nếu không thì chúng ta sẽ chuyển sang phần câu hỏi nhé. Ồ, rồi. Đây câu hỏi này là câu trong quyển Guyton. Giá trị xét nghiệm được thu thập tại một bệnh nhân 58 tuổi thì thể tích nước tiểu của bệnh nhân là 4.320 ml trong 24 giờ. Nồng độ creatinine của huyết tương là 3 ml, 3 mg trên 100 ml. Đấy, creatinine trong nước tiểu của bệnh nhân là 50 mg trên 100 ml. Kali trong huyết tương và kali trong nước tiểu. Câu hỏi đây người ta sẽ bắt các em phải tính mức lọc cầu thận của bệnh nhân. Giả sử rằng
Lượng nước tiểu của anh ta được thu thập trong vòng 24 giờ. Rồi. Thì để làm được bài này chúng ta làm thế nào? Chúng ta nhớ lại công thức mức lọc cầu thận của chúng ta, nó sẽ bằng độ thanh thải của creatinine, đúng nào? Mà độ thanh thải của creatinine thì sẽ bằng gì? U nhân với V và chia cho P. U của chúng ta là bằng U, tức là nồng độ của creatinine trong nước tiểu ấy, đúng không? Là bằng 50. Đấy. P của bệnh nhân là ba. Chú ý các em, không ở đây người ta cho dữ liệu về kali nhưng chúng ta sẽ không sử dụng kali nhé, bởi vì kali của bệnh nhân, kali là gì, là được tái hấp thu và bài tiết tại ống thận nên không bao giờ người ta sử dụng kali để tính mức lọc cầu thận cả. Rồi, P của bệnh nhân ở đây là 3 mg trên 100. Thôi anh bỏ hai con số 100 này đi. Rồi. Vậy thì cuối cùng chúng ta còn V. V ở đây là gì? Tốc độ hình thành nước tiểu. Tốc độ hình thành nước tiểu nó sẽ bằng, chỉ đơn giản là chúng ta chia để chúng ta ra ml trên phút thôi. Đúng nào? 24 giờ và 60 phút. Thì cũng ra là 3. Vậy thì đáp án cuối cùng, vậy thì ở đây là, đây cũng là 3. Vậy thì đáp án cuối cùng là mức lọc cầu thận của bệnh nhân là 5 50. Em hiểu cái tính chưa? Rồi nhá. Ok. Rồi bài này cũng tương tự như vậy, họ cũng bắt chúng ta tính mức lọc cầu thận, đúng nào? Chúng ta cũng lấy công thức bằng U nhân với V, chúng ta chia cho P bằng, ở đây thì thay vì creatinine chúng ta lại sử dụng inulin. Nhớ là không được sử dụng ure, bởi vì ure sau này anh sẽ dạy nó sẽ tái hấp thu tại ống thận đó, và chúng ta cũng không sử dụng nó để tính mức lọc cầu thận nhé, quên chỉ số ure đi. Thì nó sẽ bằng U nhân V chia cho P, tức là bằng bao nhiêu? 100 nhân với 1 và chia cho 2, đúng không? Đơn giản đúng không? Rồi. Câu hỏi ở dưới. Câu hỏi ở dưới này, người ta hỏi là cái tốc độ tái hấp thu của ure là bao nhiêu? Thì ở đây thì có một cái kiến thức chúng ta phải biết là ure nó sẽ được tái hấp thu khoảng độ 50% ở ống thận. Và khi mà tái hấp thu như thế thì sao? Cái tốc độ tái hấp thu thì chúng ta sẽ phải lấy cái đầu vào input ở đây, tức là cái lượng lọc, output ở đây là cái lượng trong nước tiểu, đúng nào? Lượng lọc của nó thì nó sẽ bằng mức lọc cầu thận nhân với nồng độ, trong máu trừ đi output nước tiểu là gì? Nồng độ trong nước tiểu, đúng không? Và nhân với V. Đấy. Cách tính là như vậy nhé. Rồi, câu hỏi số 29 này. Những cái thay đổi nào sau đây sẽ có xu hướng làm tăng mức lọc của cầu thận? Nhất là tăng kháng trở của tiểu động mạch đến. Thứ hai là giảm kháng trở tiểu động mạch đến. Thứ ba là tăng hệ số lọc cầu thận, tức là KF đấy. Thứ tư là làm tăng áp lực thủy tĩnh trong bao bô man. Thứ năm là làm giảm áp lực thủy tĩnh trong cầu thận. Câu này anh sẽ để thời gian cho các em trả lời nhé.
Rồi, có bạn nào trả lời nữa không? Đúng rồi, đáp án ở đây là C. Chúng ta sẽ đi lần lượt từng câu hỏi nhé, câu trả lời nhé. Thứ nhất, câu A người ta bảo là tăng kháng trở của tiểu động mạch đến. Tăng kháng trở tiểu động mạch đến tức là sao? Anh làm co cái tiểu động mạch đến lại, đúng không nào? Và khi co tiểu động mạch đến lại thì chúng ta biết là cái P cuối của chúng ta nó sẽ giảm xuống, đúng không nào? Và lúc đấy mức lọc cầu thận sẽ giảm. Vậy câu A là sai. Câu B là giảm kháng trở của tiểu động mạch đi, tức là anh làm giãn cái tiểu động mạch đi ra. Mà khi mà giãn ra thì sao? Thì cái P đầu của chúng ta cũng giảm xuống và mức lọc cầu thận cũng giảm. Rồi câu C, khi nó tăng hệ số lọc thì đương nhiên rồi, mức lọc cầu thận của bệnh nhân sẽ tăng lên. Câu D, tăng áp lực thủy tĩnh ở trong bao bô man. Tức là gì? Anh lại tăng cái áp lực thủy tĩnh trong bao bô man. Đây, tăng áp lực thủy tĩnh. Thì sao? Thì mức lọc cầu thận cũng sẽ giảm. Nào, cuối cùng là giảm áp lực thủy tĩnh ở trong cuộn mao mạch thì giảm áp lực thủy tĩnh cũng sẽ làm giảm bể lọc, đúng nào, và làm giảm mức lọc cầu thận. Chưa? Rồi câu 37, những cái thay đổi nào sau đây bạn sẽ dự đoán sẽ phát hiện thấy khi chúng ta sử dụng một chất làm giãn mạch mà có khả năng gây giảm 50% kháng trở của tiểu động mạch đến và không thay đổi áp lực của động mạch. Đấy, một cái loại thuốc làm giãn mạch ở đây, thứ nhất đó là flow, thứ hai là GFR và thứ ba là áp lực thủy tĩnh ở mao mạch quanh ống thận đó. Em phải tự trả lời xem nào. Đúng rồi, thì ở đây chúng ta thực ra chúng ta cũng không cần phụ thuộc quá nhiều vào các cái đáp án họ đưa ra, đúng không? Đây em sẽ xem nhé. Khi mà em làm giảm kháng trở của tiểu động mạch đến này, tức là gì? Em làm giãn tiểu động mạch đến, đúng không nào? Và khi mà giãn tiểu động mạch đến thì cái flow của chúng ta nó sẽ tăng lên. Rồi, cái thứ hai là mức lọc cầu thận của chúng ta, mức lọc cầu thận của chúng ta cũng sẽ tăng lên, đúng không nào? Bởi vì cái P sau cái lọc này đấy, là P phía sau mà nó cũng tăng lên. Vậy GFA cũng tăng nhé. Cuối cùng là áp lực thủy tĩnh của các cái mao mạch quanh ống thận. Áp lực thủy tĩnh của mao mạch quanh ống thận. Áp lực thủy tĩnh tăng hay là giảm đi? Tăng lên em ạ, tăng lên nhé, tăng lên đó. Bởi vì chúng ta làm giãn cái hệ thống giãn cái tiểu động mạch đến thì tức là chúng ta đã làm giảm cái tổng cái kháng trở ở đây rồi, đúng không nào? Và đương nhiên là nếu chúng ta coi đây là một cái kháng trở chung thì sao, cái P sau của chúng ta nó cũng sẽ tăng lên đấy, đúng không? Ok, ổn nhá. Rồi, anh sang câu tiếp theo này. Thông tin sau được lấy từ một sinh viên đại học 20 tuổi, người tham gia vào một nghiên cứu thử nghiệm ở đơn vị nghiên cứu lâm sàng. Đó, họ cho các cái thông số về nồng độ của inulin, về nồng độ của một chất XC nào đó. Và ở trong nước tiểu và trong huyết tương. Đấy, cái tốc độ hình thành nước tiểu và giả sử rằng chất X gì này được lọc hoàn toàn
lọc tự do ở cầu thận. Thì câu hỏi là trạng thái nào sau đây đúng với chất Xi này nhất? Rồi các em thử suy nghĩ xem. Câu hỏi này hơi khó một chút. Thì thực ra là để các em đánh giá được xem chất Xi này được bài tiết thêm hay là tái hấp thu hay là không bài tiết thêm không tái hấp thu, thì các em phải đánh giá, các em phải so sánh cái độ thanh thải của chất Xi đó với mức lọc của cầu thận. Đấy. Nghĩa là câu hỏi này chúng ta cần 3 bước. Bước thứ nhất, chúng ta phải tính một mức lọc của cầu thận. Mức lọc của cầu thận thì chúng ta sẽ tính dựa vào inulin nhé, nó sẽ bằng U nhân với V chia cho P. U ở đây nồng độ inulin theo nước tiểu người ta cho là 150 nè. Đấy, V ở đây là lưu lượng nước tiểu hình thành, ở đây là 1, và P ở đây là bao nhiêu, cũng là 1 luôn đó. Vậy thì mức lọc cầu thận là bằng 150 đúng nào. Còn cái độ thanh thải của chất X nào đó thì chúng ta sẽ tính là gì? Cũng bằng U nhân V trên P. Nếu lúc này giá trị thay đổi nó sẽ bằng 100. 100 ở đây này. Nhân với cũng là 1. Nhưng chia cho 2. Thế nào? Bởi vì nồng độ huyết tương của X bằng 2 và nó sẽ bằng 50. Vậy thì chúng ta thấy là mức lọc khi mà độ thanh thải của một chất X lại nhỏ hơn mức lọc của thận, đúng không? Thì như anh đã trình bày, chất này sẽ được tái hấp thu đấy nhá. Nhớ lại cái slide này này. Đây rồi. Đấy. Em nhớ là khi mà một chất được tái hấp thu thì độ thanh thải của nó sẽ nhỏ hơn mức lọc cầu thận đấy, đấy nhá. Rồi, và ở đây chúng ta thấy là độ thanh thải của chất X bằng 50, nhỏ hơn mức lọc cầu thận. Điều đó dẫn đến là gì? Chất X này sẽ được tái hấp thu, và đáp án ở đây của chúng ta là B. Được chưa? Rồi. Đi tiếp này. Một bệnh nhân được truyền pH để đo lưu lượng máu tới thận. Cô ấy có tốc độ hình thành nước tiểu là 1, nồng độ pH cũng là 1, nồng độ pH trong nước tiểu là 600 mg trên ml và hematocrit là 45%. Người ta yêu cầu các em phải tính RBF, tức là lưu lượng máu tới thận. Thế thì đầu tiên các em phải nhớ là các em phải phân biệt được hai khái niệm là RBF và RPF là khác nhau. RBF tức là gì? Tức là renal blood flow, tức là lưu lượng máu tới thận. Còn RPF tức là renal plasma flow, tức là lưu lượng huyết tương. Tức là ở đây người ta chỉ đánh giá cái huyết tương thôi, người ta không tính cái thành phần hồng cầu nữa. Đúng nào? Vậy thì RPF của chúng ta nó sẽ bằng khoảng 60% của RBF. Đúng nào? RBF. Đấy. Người ta yêu cầu em tính RBF tức là gì? Em chỉ cần tính RPF là sẽ ra, đúng không nào? Mà RPF thì chúng ta biết là gì? Đối với cái chất PAH này, đây là một chất được lọc của cầu thận này và lại còn được bài tiết thêm hoàn toàn ở ống thận, thì cái độ thanh thải của PAH nó sẽ bằng đúng với cái lưu lượng huyết tương tới thận. Chưa? Và độ thanh thải của PAH ở đây chúng ta sẽ tính bằng nồng độ bằng U nhân V chia cho P. Nồng độ ở trong nước tiểu của pH sẽ bằng 600 nhân với V, ở đây là lưu lượng nước tiểu ở đây là 1, đúng không? Chia cho nồng độ pH ở trong máu cũng bằng 1, bằng 600. Và
600 này thì chiếm khoảng độ chính xác ở đây là người ta cho 45 đúng không? Nhưng mà tôi biết là 45% thì 600 này nó sẽ chiếm 55%. Đấy, vậy thì RBF của chúng ta sẽ phải bằng 600 chia cho 0,55 và nó sẽ bằng khoảng 1.091 mili trên phút. Và lúc đấy các em sẽ chọn đáp án là C. Thế nào? Các bạn hiểu hết câu hỏi này chưa nhỉ? Còn nhá, em sẽ đi tiếp này. Rồi, câu hỏi cuối cùng này. Đây là câu hỏi anh lấy ở chương trình của nước ngoài. Đây là kỳ thi nội trú của nước ngoài đấy. Một bệnh nhân nữ 48 tuổi được đánh giá, được thăm khám để đánh giá tình trạng là bệnh nhân bị chảy máu sau giao hợp và bệnh nhân có da khí hư. Khám một khung chậu thì cho thấy là có một cái khối dễ vỡ, friable, ở vùng cổ tử cung và nó rất dễ chảy máu khi chạm vào. Khi làm sinh thiết cổ tử cung thì người ta thấy, người ta xác nhận là có một cái tổn thương ung thư tế bào, ung thư biểu mô vẩy xâm lấn và nó còn khu trú ở trong cổ tử cung cũng như là tử cung, không có di căn hạch. Bệnh nhân này được chỉ định cắt tử cung hoàn toàn, nhưng trong quá trình phẫu thuật thì người ta có vô tình, accidentally là vô tình làm tổn thương vào cái niệu quản bên phải của bệnh nhân, nhưng sau đó thì có sửa lại. Đấy. Nếu họ giải phẫu thì chúng ta sẽ biết là cái niệu quản và động mạch tử cung nó sẽ đi rất là sát nhau, và nếu mà thắt không cẩn thận chúng ta có thể thắt nhầm vào niệu quản của bệnh nhân. Đấy, và đây là một trường hợp như vậy. Thì khi mà người ta thực hiện các cái xét nghiệm chẩn đoán hình ảnh sau phẫu thuật thì chúng ta sẽ thấy là có một cái tắc nghẽn không hoàn toàn ở niệu quản bên phải. Đấy, và làm giãn nhẹ cái hệ thống ống gót ở bên trên. Thế khi mà có tắc nghẽn như vậy thì câu hỏi là những cái thay đổi nào sẽ có khả năng nhìn thấy ở thận thận bên phải? Đấy, đối với mức lọc của cổ thận và đối với phân số lọc. Em thử trả lời thế nào? Bạn nào muốn trả lời không? Bệnh nhân khi mà bị tắc nghẽn ở niệu quản bên phải thì điều gì sẽ xảy ra với mức lọc cổ thận và phân số lọc? Có một bạn trả lời là D. Em có biết vì sao mà khi mà người ta bị sỏi niệu quản ấy, đấy, hoặc là một cái tắc nghẽn niệu quản, tắc nghẽn đường tiết niệu cấp ấy, thì bệnh nhân có thể bị suy thận cấp không? Đấy. Trường hợp đó người ta gọi là suy thận sau thận, nhá. Tức là gì? Như mình đã bàn ở phía trên ấy, thì cái áp, đúng rồi, khi mà cái áp lực, khi mà chúng ta bị tắc nghẽn đường tiểu thì cái áp lực ở trong khoang Bowman nó sẽ tăng lên nhá, nó sẽ tăng lên, và vì áp lực trong khoang Bowman tăng lên nên là áp lực lọc của các em cuối cùng nó sẽ giảm đi. Đấy, lực đối kháng tăng lên mà áp lực lọc nó sẽ giảm đi, và lúc đó đương nhiên mức lọc cổ thận của bệnh nhân sẽ giảm nhá, mức lọc cổ thận của bệnh nhân giảm. Đấy, mức lọc cổ thận giảm. Rồi, vậy thì đáp án B chúng ta loại, đáp án A chúng ta loại.
Đúng nào, là còn 3 đáp án cuối. Câu hỏi là người ta hỏi về phân số lọc, tức là em phải đánh giá tiếp về RPF của bệnh nhân. RPF của bệnh nhân. Đó. Thế thì theo các em RPF sẽ như thế nào? Thật ra RPF sẽ tăng lên nhé. Bởi vì khi mà mức lọc cầu thận của chúng ta giảm thì cơ thể nó sẽ có những cái phản ứng bù trừ và nó sẽ có thể làm giãn tiểu động mạch đến để làm tăng cái lưu lượng máu đến thận, bù trừ để làm tăng lại mức lọc cầu thận. Thế nào? Và khi chúng ta chia tỷ số thì sao? Mức lọc cầu thận thì giảm, RPF thì tăng và phân số lọc cuối cùng nó sẽ giảm xuống. Đó. Và đáp án cuối cùng chúng ta sẽ là E. Các bạn đều trả lời sai. Rồi. Trong trường hợp mà chúng ta bị sỏi thận đúng không, hoặc là chúng ta bị sỏi niệu quản chẳng hạn, thì sao? Cơ chế cũng hoàn toàn tương tự, là nó sẽ làm tăng áp lực thủy tĩnh trong khoang bồ man, được chưa? Và trường hợp đó người ta gọi là suy thận sau thận, suy thận cấp sau thận nhá. Rồi. Thế rồi. Hôm nay bài giảng của anh đến đây là kết thúc rồi. Các bạn có câu hỏi gì đặt ra không? Ok. Nhóm mình có bạn nào Y6 năm nay chuẩn bị thi nội trú không nhỉ? Hay là toàn các bạn Y2, Y3 không? Ok. Rồi. Em có câu hỏi gì nữa không? Tóm lại là qua bài giảng hôm nay thì anh muốn các em nhớ một chút về các cái chỉ số về mức lọc cầu thận, về lưu lượng huyết tương qua thận, về phân số lọc. Đấy là những cái chỉ số chính mà các em sẽ gặp rất là nhiều. Đấy. Đặc biệt là khi làm các giải các cái bài tập thì anh thấy họ đề cập rất là nhiều nên anh đưa vào đây. Đấy. Cái thứ hai là nhớ cho anh một chút về các cái ứng dụng lâm sàng, đặc biệt là của ức chế dinh chuyển và ARB. Nào. Và cũng như là trong các cái trường hợp stress cấp thì chú ý là đừng bao giờ sử dụng NSAID cho bệnh nhân nhá. Rồi. Có một cái phần là về có một cái phần là về độ thanh thải thì anh thấy thực ra là cũng hơi khó hiểu đấy. Anh nghĩ là anh sẽ gửi lại cho bọn em bài giảng để bọn em tham khảo thêm nhé. Rồi, nếu mà không có câu hỏi gì thì anh sẽ xin phép dừng bài giảng ở đây. Gặp em, hẹn gặp lại các em vào buổi sau nhé. Chào tất cả các em.